Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Huyền Nguyễn nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái loại toner trị mụn rất là hay, hàng nội địa của Hàn Quốc nha mọi người. Hồi đó giờ thì mình thấy những ai mà bị da mụn á mọi người thì rất là khó chữa trị, hoặc là chữa trị rồi thì nó rất là dễ tái lại, và đặc biệt là hết mụn này tới mụn kia là nổi lên, mà cuộc đời ai mình cũng nghĩ là ai cũng sẽ bị mụn. Mụn trứng cá, mụn bọc, mụn viêm, mụn do dị ứng, nói chung là tất cả các loại mụn. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cái loại toner giá thành cũng rất là rẻ, bình dân, hàng nội địa của Hàn mà xài rất là hiệu quả nha mọi người. Đó là toner rau diếp cá Mamon D. Sản phẩm Mamon D này á thì nó cũng không phải là quá xa lạ. Cái hãng Mamon D này á là sản xuất mỹ phẩm nội địa Hàn, cũng rất là hot và cũng rất là uy tín. Đó là hôm nay đó là mình chia sẻ cho mọi người cái loại toner rau diếp cá này. Một chai như thế này là 250ml nha mọi người. Hai thành phần chính là rau diếp cá với lại là bùn non. Rau diếp cá thì mọi người sẽ biết là nó có tính kháng khuẩn, kháng viêm rất là tốt. Ngoài ra là bùn non nó sẽ làm se kích lỗ chân lông, làm sạch lỗ chân lông, và ngoài ra là nó còn làm trắng da nữa. Khi mà mình sử dụng thì mình nên lắc đều vô nha mọi người. Thành phần chính từ thiên nhiên là rau diếp cá và bùn non, cho nên là khi mà mình sử dụng mình phải lắc đều lên trước khi sử dụng như thế này. Rau diếp cá này á là sử dụng cho những bạn mà da dầu, da mụn và da nhạy cảm nha mọi người. Và cái thành phần rau diếp cá nó sẽ làm sát khuẩn lên da của mình. Cho những bạn mà bị da mụn, mụn viêm á thì sử dụng cái loại toner này rất là hiệu quả. Và ngoài ra là cái toner nước hoa hồng này á nó sẽ giúp cân bằng độ pH trên da. Khi mà mấy bạn rửa mặt xong thì sử dụng cái toner này nó sẽ làm cái da mình dịu lại, nó cân bằng pH lại. Ngoài ra những bạn á mà bị lỗ chân lông to á mọi người thì cái toner này giúp là se kích lỗ chân lông cho mình luôn, và nó sẽ đào thải những cái sợi bã nhờn nè, giúp gặp cái tình trạng là bị nhiễm corticoid mà mình muốn phục hồi da, muốn mà da của mình phục hồi lại á thì mọi người nên lựa chọn cái toner rau diếp cá này để làm dịu da và phục hồi da nha. Cái toner Mamon D rau diếp cá này nó sẽ giúp là làm sạch da rất là tốt. Sau khi mà mình rửa mặt xong, mọi người mình nghĩ là mình đã rửa mặt sạch rồi, nhưng không nha mấy bạn cần phải sử dụng những cái bước toner này để mà mình làm sạch da một lần nữa. Ngoài ra nó cung cấp như hồi nãy mình đã chia sẻ độ ẩm nè, được cân bằng pH làm sạch da đó. Tuy nhiên là da khô thì cũng có thể sử dụng cái toner rau diếp cá này nha mọi người, nhưng mà với những ngày mà trời lạnh á, mùa đông thì nó sẽ không cung cấp đủ ẩm cho làn da. Cách sử dụng cái toner này cũng rất là dễ dàng, là khi mình đã rửa sạch bằng sữa rửa mặt xong rồi, mình sử dụng một cái miếng bông tẩy trang, mình chế toner này ra rồi mình bắt mình thấm lên da của mình đó. Hoặc là mấy bạn có thể sử dụng giống như là một cái loại mặt nạ, là mấy bạn chế cái nước toner này ra cái miếng bông tẩy trang cho ướt, rồi mình cứ đắp lên mặt ha, để lên mặt khoảng 15-20 phút, rồi mấy bạn không cần phải rửa lại nha. Những cái tinh chất của cái toner rau má này nó sẽ thẩm thấu vào da và nó sẽ tạo điều kiện phục hồi da tốt nhất. Thì video hôm nay mình cũng chia sẻ ngắn gọn như vậy thôi mọi người. Thì chủ yếu là mình chia sẻ những cái sản phẩm trị mụn tốt dành cho những bạn mà đang tìm kiếm những cái sản phẩm trị mụn nhưng mà không biết tìm những cái sản phẩm nào cho hợp lý, hiệu quả mà hợp với túi tiền. Thì cái sản phẩm nước hoa hồng Mamon D rau diếp cá này nó sẽ giúp cho các bạn điều trị mụn hiệu quả. Ngoài ra là giá thành cũng rất là rẻ và dễ tìm. Trường bán rất là nhiều cái sản phẩm này nha mọi người. Nhưng mà lưu ý là bạn nên lựa chọn những nơi uy tín bán hàng chính hãng mà mua nha. Tại vì cái sản phẩm này cũng có hàng giả hàng nhái rất nhiều. Khi nào mà mình gặp hàng giả hàng nhái thì mình sẽ làm một cái clip phân biệt hàng thật hàng giả cho mọi người xem nhé. Rồi, mấy bạn thấy hay thì mấy bạn nhớ là đăng ký kênh, chia sẻ video này và nhớ là bấm like và comment. Rồi, bye bye mọi người.